Rồi em xin chào cả nhà. Hôm nay em lên cả nhà mình một combo nha cả nhà. Combo của em là gồm 2, 4, 5 con và đang chạy ok ha, đang hoạt động ok hết luôn nha. Tất cả đều ok nha cả nhà. Không phải combo là nó không chạy hay nó bị hư gì đâu nha. Đó, vẫn xài tốt nha, vẫn ok nha. Mình lâu lâu lên sale cả nhà mình ha. Rồi, 5 con ha, đầu tiên lên cả nhà mình một con này đi. Cái con này là con Queen Quy nha cả nhà. Đó, kính là kính zin nha, có vài vết lông mèo rồi ha. Dây thì rất là đẹp luôn. Đây. Dây rất là đẹp luôn cả nhà. À. Rồi cái niềng thì nó có pha nhẹ xíu nha. Đây, cái này có bị nứt một xíu luôn ha. Đó, nên em cho vô một cái combo luôn nha. Rồi, con này thì bữa hỏi em bán 180 nha cả nhà. Nó quyền quy ha, sa băng đàng hoàng ha, mãi Nhật nha. Rồi thì hôm nay cái combo này nè cả nhà, giờ em nói trước luôn combo này là em bán giá 1 triệu ha. Đó, cái con này không là 180, bữa hổm em like là 180 nha. Rồi, mặt rất là đẹp luôn. Thường thì mình chốt combo sẽ rất là rẻ hơn so với mình chốt lẻ cả nha. Lâu lâu em sale cả nhà mình ha. Rồi con này size 38 nha, tính núm luôn là 40.5. Đây. Dây rất là mới luôn nha, con này dây rất là mới, rất là đẹp luôn. Có cái niềng nó hơi phai đó thôi nha. Cái niềng này nè, nó hơi phai thôi cả nha. Đeo vẫn ok nha, rất là ok luôn, có dạ quang luôn. Đây cả nhà, có dạ quang sáng luôn ha, có lịch luôn ha. Rồi kính có lông mèo thôi nha. Rồi một con này ha, một con record ha, con này được hai hai lịch luôn, lịch ngày và lịch thứ luôn nha cả nhà. Mặt đẹp nha, con này chung rất đẹp luôn nè. Rồi con này size của nó là size nhỏ thôi, size 35.5 nha, cho mấy anh tay nhỏ tay vừa nè. Xe tính núm luôn là 37.5. Đó, mặt trắng cọc số đen ha. Dây đây. Con này mới cả nha. Con này độ mới cũng ok luôn ha. Đây cái đít sao thôi cả nha. Rồi cái con này á, bữa em bán nhà mình 450 không? Có giá đàng hoàng hết luôn ha. Bây giờ cho vô combo luôn. Lên tay rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi cái con này thì dây tay 18 luôn á, 18 chốt luôn là cũng được luôn ha. Rồi hai con cả nha, record ha, máy Nhật, độ mới cao luôn nha. Hai con này là 450 rồi nè, con này 150, 180 rồi nè ha, vô combo luôn nha. Còn bán 300 cả nha. Rồi một con niềng xay mướt, cái dây nó kiểu như dây quân đội cả nha, màu màu cái màu của nó dạng như màu màu rêu đậm á, đó, cái màu rất là đẹp luôn, có dạ quang luôn. Đây cả nhà, có dạ quang sáng luôn ha. Rồi con này thì size của nó là size 37 cả nhà. Nói chung con này cũng mới nha, con này dây rất là mới luôn. Tại cái màu nó như vậy mà dây mới lắm nha. Ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn đi mấy cái dây quân đội rất là đẹp luôn. Con này là của thằng Kitigen nè cả nhà ơi. Đó, Kitigen ha. Rồi con này bữa em bán 300 ha. Hôm nay bỏ vô combo luôn nha. Đó, rất là mới luôn nha cả nhà. Hôm nay cho vô combo luôn ha. Rồi em lên cả nhà một con Baby G ha, cái này mình chốt cho mấy anh đeo phải không? Mình sẵn mình chốt cho mấy chị đeo hoặc là con gái của mình đeo cũng được luôn nha. Đó. Baby G nha, đi đen rất là mới luôn. Đèn nữa nè. Đây, cái nhìn đèn nữa nè ha, nó có đèn buổi tối, đèn rất là đẹp luôn á. Đó, có đèn ha. Con này full zin hết nha, độ mới cao luôn á, cái dây đen rất đẹp luôn. Nhìn rất là mới luôn nha cả nhà. Baby G, cái nhà mình cứ search lên trên Google ha, cái mã của nó nè. Cái mã đó rồi. Đây, cái mã đây. Casio nè. BGA ha, 131 là nó ra cái dòng Baby G ha, giá mấy triệu không á nha. Đó, con này lắp ráp ở Thái Lan luôn nè. Rồi con này bữa bán 400 ha, hôm nay vô combo luôn nha. Đó, vậy cho mấy bé nè, mấy chị đeo ok. Em nè, đeo tay nhỏ đeo vẫn rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn nha. Dòng mình xài rất là bền luôn đó nha. Chống nước. Mấy cái dòng này nó có chức năng chống nước luôn nha. Rồi xe 42.7 nha. Mấy con này thì nè, nó có vừa kim mà vừa điện tử ha, chức năng là xem nhiều mối về thế giới, về thể thao, báo thức các kiểu luôn cả nha. Đó. Rồi, chức năng là full chức năng, full zin, full chức năng luôn, độ mới cao luôn nha. Rồi con này bữa bán 400 mà vô combo luôn ha. Thấy nãy giờ mấy con 400, 300 là thấy là ngon rồi ha. Combo có 1 triệu à.
Rồi con này bữa bán 300 nè. Con này cũng dòng Barbie G luôn, Barbie G luôn, cái xưa Barbie G cái nha. Chức năng cũng giống vậy, xem nhiều múi vô thế giới cái nha, về thể thao, báo thức, các kiểu luôn nha. Ừ, con này đèn đẹp đó. Ừ, buổi tối con này đèn rất đẹp luôn. Sáng mà sáng xanh đẹp đó. Rồi con này thì dây nó hơi phai nè các nha không? Đó, cho bé về cho mấy bé đeo ok luôn, không có gì hết trơn. Hàng sim cả nha. Đó nè, dây có hơi phai ha, có báo tình trạng ha. Rồi cho vô combo luôn nha. Hơi phai mà cũng nhìn còn ok lắm nha. Đó, mã là BGA 170. Rồi. Con này bữa bán 300 ha cả nha. Lên combo luôn nè. Đó, cả nhà thấy em lên tay không? Tay lên rất là đẹp luôn nha. Rồi con này xe 41 nha nha. Này, có hơi phai nè. Ừ. Nhưng mà nhìn tổng thể rất là ok luôn. Đó khi mà đeo lên tay á cũng nhìn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chứ không phải củ xì củ xịt đâu nha. Đó, nó như nè. Nhìn rất là đẹp luôn mấy cái dòng này cả nhà, mà nếu mà mình ra hãng mua mới luôn á là mấy triệu luôn cả nhà. Đó, tại vì con này á nó bị nó nói chung là nó hơi phai theo thời gian rồi nè, nên là giá sẽ rẻ cực kỳ luôn nha cả nhà. Nhưng mà cái chức năng của nó thì rất là tốt luôn. Ừ, đẹp nữa. Mã rất là đẹp nữa nha. Rồi con này 300 vô combo luôn nha. Rồi combo của em á là gồm hai con Barbie G ha. Một con này. Con này. Với hai con này luôn là 5 con, tổng thể là 5 con cả nha. 5 con ha, giá 1 triệu. Rồi. Ok cả nha, 5 con luôn giá 1 triệu. Trong khi đó mấy con này bán 400, 300 nè, 450 luôn nè. Nhưng mà khi mà em đã sale và vô combo rồi ra là giá rất là rẻ luôn ha cả nhà. Đó, rồi, nhanh tay chốt giúp em nha. Combo này thì lâu lâu mới có thôi nha cả nhà, chứ không phải có hoài đâu nha. Có hoài chắc lỗ chết luôn cả nhà ơi. Đó. Rồi. Rồi, cả nhà là mình chốt cái mã combo này mình cứ vào Zalo nhắn tin liền cho em nha cả nhà. Đó, nhanh tay ha. Rồi em xin chào cả nhà nha. Ủa mà em quên, bên em á là cọc chuyển khoản mới đi hàng cả nhà. Còn nếu mà cả nhà mình chuyển khoản hết luôn cho em á thì em bao ship luôn ha. Rồi, em xin chào cả nhà nha.